Hello Cherry, hôm nay là ngày nào vậy Cherry? Ngày mấy vậy Cherry? Ngày là mùng 4. Mùng 4? Mùng 4 Cherry đi đâu á? Mùng này Cherry đi Thailand và nhầm. Đâu? Đi Thailand mà ăn pizza kỳ vậy trời. Hôm nay có bán pizza nữa mọi người. Ủa sao Thailand mấy chỗ kia không có chỗ này có vậy ta? Chị không biết. Tại vì là đây là Thailand cao cấp. Cái đầu tiên, cái đầu tiên và duy nhất ở ngay bưu điện thành phố Hồ Chí Minh gần nhà thờ Đức Bà đó. Cái Highland này là Highland cao cấp, là có rất là nhiều loại bánh ngon và những cái Highland kia không có. Bữa mình đi một lần rồi đó nhớ không, mà không có quay clip, hôm nay mới quay nè. Ở trong đây có bánh pizza nữa hả? Gì múa hoài chơi rồi, gì vui dữ vậy? Đây, đây có bánh pizza và có cái bánh su và cậu Cường đang ăn đây. Đây và có một cái bánh bông lan, bông lan chanh ngon lắm à, bút tinh chanh nè. Đây. Và cái sản phẩm chi nó hơi nhanh và chơi uống trà vải ít đá, trà vải ít đá. Còn mami uống trà sen vàng ít đá, cậu Cường cũng uống trà sen vàng. Không, con hút nhỏ thôi. Tại vì con đâu có thạch gì đâu. Rồi giờ cho mami sẽ đi một vòng cái quán cho mọi người xem nha. Quán đẹp lắm. Đây. Đây nè, nhà thờ Đức Bà nè. À, đối diện là nhà thờ Đức Bà nè, bên hông nhà thờ Đức Bà nè. À, bên đây là bưu điện nè. Kêu là Highland nè. Highland cao cấp nè. Trời đẹp quá trời luôn ha. Cái trần ta làm đẹp không? Những bó nhang hay gì ta? Giống như nhang vậy không phải không? Đây. Đẹp ghê chưa? Cái hình đẹp ghê chưa? Hình đẹp quá trời ha. Cái mặt nhỏ con gái giật quá. App Beauty Plus á. Cái mặt nó nhỏ giật. Đẹp quá trời luôn. Đây. Rồi mình sẽ đi qua bên kia, nó có hai chỗ lận. Nó có hai bên lận. Đẹp ghê chưa? Ở ngoài kia cũng có. Ở ngoài cũng có bàn nữa. Bàn của người ta ngồi đó. Con lân đẹp quá. Đây có mặt bên đây ta đang lau nhà và có trên lầu nữa nha, có đi lên lầu nữa. Cái mặt ở đây nè. Có ngoài trong rồi đi lên lầu nha, rộng lắm mà đẹp lắm. Trên đây vắng tay không có ai hết, trên đây vắng quá, đẹp chưa. Cái bên hông là đường sách nè, đường sách thành phố Hồ Chí Minh nè. Đẹp ghê chưa, đèn thương ở dưới đất nè. Ở trên đây là không có ai hết, người ta đang dọn. Đẹp quá trời không, Highland cao cấp. Cái Highland cao cấp, quán duy nhất, quán đầu tiên và duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Chưa có chi nhánh 2. Nói chung hệ thống với Highland kia nhưng mà nó là cao cấp.
Thôi trên đây cũng có một người khách. Đây, ở trước đây nhà thờ Đức Bà nè. Đó, nhà thờ Đức Bà nè. Quá trời không? Giống cái đèn giống như cái gì ta? Cái con sâu nó quấn quấn à. Không biết kêu gì luôn á. Hay là con nhộng hay là cái gì đó không biết.